cái phần phiên âm nhé. Chữ nào cần uốn lưỡi thì chữ chữ nào cần bật hơi các bạn nhá, nhớ luôn này. Xéo của bạn. Xéo của bạn. Nhớ là hai dấu hỏi đi cạnh nhau thì nó đồn đấu. Xéo của bạn. Xéo của bạn. 28 克. 28 克. Trong video nó đọc là ai, nhưng mà chữ này rất là khó đọc. Các bạn cứ đọc ở người Trung Quốc hiểu là được rồi. Đọc ai nó hơi khó, nó lại biến thành cái chữ yêu của mình. Chữ ai, ai. Nó sẽ hơi i r sai sự, hoặc là nó đọc cuốn một tí. Tốt nhất là mình cứ đọc ở cũng được. 28 克. 28 克. Cao thì bật hơi đấy, được sao các bạn bật hơi lên. Xéo của bạn. Xéo của bạn. Nhớ là đọc của nhé. Chân của người bắt hơi. Chân thiếu mạng thêm. Chân thiếu mạng thêm. Bao là trung ủ. Bao là trung ủ. Có chữ hát của người bắt trung ủ. Trung ủ. Xéo của ba mần. Xéo của ba mần. Tâu chạy chư. Tâu chạy chư. Chạy thì thường nhưng mà chữ của người bắt hơi. Tâu chạy chư. Tâu chạy chư. Ủ cha. Ủ chan. Cái chan này răng cắn môi cười và bật hơi. Ủ chan. Ủ chan. Chứ hiểu mà sa. Chứ hiểu mà sa. Chứ này cứ Z thì nhẹ nhàng, C thì bật hơi. Z có H thì lại uốn lưỡi. Uốn lưỡi bật hơi. Chứ hiểu mà sa. Chứ hiểu mà sa. Chạm chạy y thắng. Chạm chạy y thắng. Nhớ là âm này là âm hờ chứ không phải là âm pờ. Bật hơi lên. Quấy cha. Quấy cha. Quân tha. Quân tha. Có thể đọc là quân cũng được, câu hỏi từ để hỏi người ta. Quân hoặc quân đều được. Trong video có nhiều phim thì các bạn nghe thì người ta nói là của quân nhỉ, của quân nhỉ. Là hai cách đều được. Như là nhí khảo. Nhí khảo. Nhí khảo. Quấy cha quân tha. Quấy cha quân tha. Nhí trần hờ. Nhí trần hờ. Trần ta cảm thấy là trần mà. Sửa ngay từ đầu cái phần phiên phát âm của mình. Không sửa thì sau có những người học đi học lại mấy năm vẫn không phân biệt người ta nói đang nói SH hay là S, đang nói C hay là Z, hay là CH, ZH.
Cả lớp cùng đọc một lượt nữa này. Xiao huo ban. Xiao huo ban. 28 khe. 28 khe. Xiao huo ban. Xiao huo ban. Chân yếu na thiên. Chân yếu na thiên. Đào lợi trung ngủ. Xiao huo ban mần. Xiao huo ban mần. Đâu chạy chư ủ chan. Chứ yếu mã sa. Chứ yếu mã sa. Chạm chạy y phẳng. Wei xia wen ta. Ni chen me bu chi ya. Ma sha shuo. Wo ba bei bao diu le. Wo ba bei bao diu le. Li mian zhang che. Li mian zhang che. Mian bao he huang quan shui. Mian bao he huang quan shui. Wei xia yi bian da hou de. Wei xia yi bian da hou de. 一边大口的吃着，面包，面包，一边说，一边说，真糟糕，真糟糕，离回到家，离回到家，还有好长时间呢，还有好长时间呢。安娜说，安娜说，你把背包丢在哪儿了？你把背包丢在哪儿了？真粗心，真粗心。小伙伴，vừa nãy các bạn dịch là gì nhỉ？người bạn nhỏ. 28 khe là bài số bao nhiêu？ Bài số 28 này. Chân yếu, du xuân, xuân du. Nà thiên ngày hôm đó, du xuân hôm đó. Tạo lờ trung ủ là gì nhỉ？ Tạo lờ trung ủ đến buổi trưa. Xéo của bạn mần.Xéo của bạn là gì các bạn nhắc lại nhỉ? Chỉ là một người bạn nhỏ thôi nhé. Nhưng mà cho thêm chữ mần thì chúng ta thấy là số gì nhỉ? Số nhiều là các bạn nhỏ. Tâu chảy chư ủ chan. Đều đang ăn bữa trưa. Chứ hiểu mà sa. Chỉ có ma sa này là tên nước ngoài nên chúng ta giữ nguyên. Chỉ có ma sa. Chàn chảy y pháng.